Hello, 2K5 nghe rõ không các em? Rồi, cô chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chữa. Đây, thứ bảy đây. Mình sẽ tiếp tục chữa ý 2 của câu 3 trong đề Trưng Vương, đề thi thử của Trưng Vương là ý 2 này, liên quan đến VS, phương trình bậc 2 đấy. Và ý mấy nhỉ? Bài 4, bài hình, được chưa? Đấy, mình sẽ chữa hai phần này. Ok, cô chào các bạn. Nhớ nhá, bí kíp rồi đấy, truyền rất lâu rồi, đó là gì? Các bạn hãy share về tường ngay nhá. Share giúp cô về tường ngay. Thì mình sẽ làm sao đây? Xem rất nét luôn, đảm bảo 100%, rất nét căng luôn. Còn bạn nào mà không share ngay từ đầu về tường thì lát nữa đừng có hỏi cô là cô vì sao em lại bị lag nhá. Đó, nhớ chưa? Ok, cô chào Hiếu, Hiếu đây nè. Nguyên Nhi mai em thi thử à? Đó, chúc bạn Nhi mai thi tốt nhá, được chưa? Chúc các bạn thi thật tốt. Giọng cô này lạ lạ. Cô đang đeo tai nghe, cô đang đeo để cho nó đỡ tạp âm. Sao giọng khác lắm à? Khác lắm không? Có nhận ra không? Giọng cô hơi là lạ. Ok, đúng rồi, tang bạn mình vào rồi, Thúy Ngân này. Đấy. Đây, Ngọc này, Phong này. Mai em thi thử sợ quá. Không việc gì phải sợ cả. Đã học rất kỹ rồi. Tự tin lên nhá. Tự tin lên, được chưa? Nhớ nhá. Trầm trầm á. Chắc là do dạy kiểu nói nhiều quá nó thành như vậy đấy. Dạ cô tên mà không, chắc các bạn đang bảo là khác so với mọi hôm, ví dụ so với hôm thứ năm trước đó, chắc là do nói nhiều quá nên nó như thế đấy. Đề này như làm rồi, ok cô cũng đã share đề này rồi. Sao cô không dạy học đi, cô chuẩn bị dạy đấy, cô chuẩn bị dạy mà. Cô đang làm gì á? Cô đang share. Share về tường để cho các bạn nhận được thông báo. Cô đang share về tường các bạn nhận được thông báo. Nào. Cô già đi phải không cô à? Ai chẳng phải già đi. Ai chẳng phải già đi. Trời. Nào ok, bắt đầu nhá. Đầu tiên là câu số 3. Đây. Cho phương trình bậc 2 nhá, người ta cho phương trình bậc 2 này, hoặc là một số câu người ta hỏi về hoặc là một số câu người ta hỏi về gì nhỉ? Cho giao điểm ý, người ta hỏi về cho parabol này, cho đường thẳng D này, thì cũng có thể quy về phương trình bậc 2 bằng cách xét phương trình hình giao điểm, được chưa? Có rất nhiều hướng làm cách hỏi ở cái bài số 2 này, các bạn lưu ý nhá. Cách hỏi thì rất nhiều. Đấy, cô sẽ ghi lại cái đề ở đây. Cô có mờ không? Thì cô sẽ đọc đề nhá, nó sẽ đỡ hơn đấy. Tiếp tục đề hôm trước này. Câu số 3, ý số 2. Đó là cho phương trình x bình trừ 2m trừ 1 nhân x cộng m bình trừ 1 bằng 0.
Mình đặt đây là phương trình sao nhá, hoặc phương trình một đều được. Đúng rồi, cô vừa mới tháo tai nghe rồi. Tại các bạn bảo nói nhỏ quá thì là phải tháo tai nghe ra. Rõ ràng bình thường là thay tai nghe thì sẽ là đỡ tạp âm hơn. Ví dụ có tiếng lạ thì các bạn sẽ không nghe được mấy, đỡ hơn. Tiếp tục nhá. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt, được chưa? Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt. Vậy ở đây mình sẽ làm gì nhỉ? Nhắc đến câu này tất nhiên là gì? Để phương trình sao có hai nghiệm phân biệt, tức là mối quan hệ với delta, được chưa? Delta hoặc delta phẩy đều được nhá. Nhưng mà đây là không có hai nên các bạn sử dụng delta giúp cô là b bình này trừ 4ac này. Xác định ABC giúp các bạn bên này nhá. A là hệ số của x bình, được chưa? Ở đây là 1. B hệ số là trừ 2m trừ 1. Còn C của mình ở đây là m bình trừ 1. Hằng tự do đấy, được chưa nào? Thì bây giờ mình lắp công thức này vào thôi. Lắp vào đây này. B bình này, B biết rồi này, A và C cũng biết rồi này. Và mình tìm được delta, đúng không? Tìm được delta thì mình nhớ vừa nãy cô đã nhắc rồi, đó là để phương trình sao này có hai nghiệm, phương trình sao này có hai nghiệm phân biệt thì delta của mình sẽ phải làm sao đây? Lớn hơn không, được chưa? Nhớ nhá, phân biệt là phải lớn hơn không, còn có hai nghiệm thì là delta lớn hơn hoặc bằng không, được chưa? Đó, ở đây mình sẽ có là gì? Tìm delta trước. Đây, b bình này, cô viết nguyên nhá, cho các bạn sẽ thấy rõ hơn này. 2m trừ 1 này, bình này, được chưa? Trừ 4 nhân A là 1, nhân C là m bình trừ 1. Đó, mình lắp vào thôi. Và bây giờ mình tìm ra xem delta của mình bằng bao nhiêu nhá. Tìm nhá. Ở đây sẽ là gì? 2m trừ 1, trừ đúng không? Trừ nhưng mà bình phương lên thì mất dấu âm, đúng chưa? Vậy mình chỉ có là 2m trừ 1 tất cả bình trừ đi 4 này, nhân m bình trừ 1. Bạn nào thấy mình nhanh rồi, bỏ qua dòng này được, được chưa? Cô chỉ muốn nhắc lại cái dấu trừ này này. Khi mình bình lên thì mất. Đấy, mình vẫn còn là 2m trừ 1 tất cả bình thôi. Và khi đấy mình sẽ sử dụng hằng đẳng thức số 2 ở đây, đúng không? Hằng đẳng thức số 2 âm này, số 2. Đó, đây sẽ là gì nhỉ? 4m bình này trừ 4m cộng 1. Rồi, bây giờ là nhân đơn thức với đa thức. Nhân vào giúp cô nhá. Trừ 4m bình cộng 4. Đó, và đáp án của mình sẽ là bao nhiêu đây? Thu gọn từ cao xuống thấp thì không bị quên một cái số, một cái đơn thức nào cả, đúng không? Một cái đơn thức nào cả. 4m bình này trừ 4m bình hết. Đấy, vậy là hết m bình rồi. Tiếp đến m nhá. Trừ 4m không có, ok, viết nó nguyên. 1 cộng 4 cộng với 5. Đấy, mình thu gọn từ biến cao xuống biến thấp thì mình sẽ không bị quên nha. Ok, hồi sáng em vừa làm à. Vậy mình so sánh đáp án nhá. Vậy delta của mình ở đây là trừ 4m cộng 5. Đúng chưa? Thu đang ra là 8m cộng 4 à. Xem lại nào. Các bạn khác ra bao nhiêu nhỉ? Đâu rồi, cho cô xin đáp án của câu A nào. Cả nhà cho cô xin đáp án câu A nào. Adonis này. Ra là m nhỏ hơn 5/4 và m bằng cộng trừ 1. Ok, một đáp án nào. Nào, bây giờ mình sẽ giải nhá. Đó là gì? Để phương trình sao có hai nghiệm phân biệt thì delta của mình phải làm sao? Lớn hơn không? Nhớ nhá, delta lớn hơn không? Được chưa? Mà delta lớn hơn không, mình lắp cái này xuống đây thôi và quy về bài toán giải phương trình, giải bất phương trình, được chưa? Lắp cái này xuống đây, quy về bài toán giải bất phương trình. Hay nhá. Hay này. Trừ 4m cộng 5 lớn hơn không. Vậy mình sẽ giải ra được là trừ 4m lớn hơn trừ 5. Và chia cả hai vế cho âm 4, chia cho dấu âm
thì mình đổi chiều giúp cô. M sẽ nhỏ hơn 5/4. Đó, đúng rồi, Hải Long chính xác. Bạn đầu tiên Adonis comment chính xác. M nhỏ hơn 5/4. Và nhớ kết luận nhá. Vậy M nhỏ hơn 5/4. Đây là câu A của bài 3. Bài 2, ý 2 bài 3. Ok, Quỳnh Chi 5/4 chính xác. Cô bảo xem về tường mà không tin cô à? Cô vẫn đang xem này. Đây này, cô vẫn đang xem ở trên máy tính này. Cô vừa share ở trên đây mà. Đấy. Cô đọc comment trên máy tính nó sẽ tiện hơn mà. Hello, Phan Trọng Độ. Máy cô bị làm sao đâu? Ok, Hùng. Lag lắm á. Sao cô xem trên máy tính vẫn được nhỉ? Đó là câu A nhá, ý A. Ý A. Bây giờ mình sang ý B. Cô qua hình đi ạ. Ok, hôm nay sẽ qua hình mà, chắc chắn là qua hình. Mình từ từ nhá. Sẽ cố gắng chữa hết bài hình cho các bạn. Ở đây câu B trước nhá. Câu B là gọi x1, x2 là hai nghiệm phân biệt. Hai nghiệm phân biệt, được chưa? Của phương trình thì mình đã tìm điều kiện để phương trình có hai nghiệm phân biệt rồi. Mình tiếp tục xử lý cái vấn đề VS đằng sau đây này. Đó. X1 chứ x2 tất cả bình bằng x1 trừ 3 lần x2. Đây, bây giờ mình sẽ về đây nhá. Đó là khi mà mình có cái này thì mình sẽ câu B này là theo VS có x1 cộng x2 bằng trừ B trên A. Cô viết công thức các bạn cứ lắp vào thôi. X1 nhân x2 bằng C trên A. Trừ B trên A ở đây sẽ chính là gì? 2M trừ 1. Còn C trên A của mình là M bình trừ 1. Đó. Vậy mà đề bài cho mình cái gì đây? Có nhá. Có là cái đề bài cho đấy. Là x1 này trừ x2 bình phương bằng x1 trừ 3 lần x2. Được chưa? Đấy. Rồi ok. Mình áp dụng VS là có như điều này rồi đúng không? Bây giờ mình phân tích cái điều này. Phân tích cái đề cho bài cho mình. Để nó thành tổng hoặc là tích thì mình mới có thể thay vào được. Đúng chưa? Đấy. Thì ở đây các bạn quan sát giúp cô x1 chứ x2 tất cả bình. Nó chính là hằng đẳng thức số 2 đúng không? Có Ngọc Sơn, có chứ. Đây là đề bài cho rồi nhá. Đề bài ý A hỏi rồi nên mình không chứng minh lại nữa. Còn nếu mà người ta chưa cho thì mình phải đi chứng minh Ngọc Sơn nhá. Phải đi chứng minh lại. Nào, tiếp tục này. Ở đây mình sẽ phân tích cái này ra, hằng đẳng thức số 2 này. X1 bình trừ 2x1 x2 cộng x2 bình bằng x1 trừ 3x2. Đấy. Thì để cái này thành tổng thì mình thêm gì? Có x1 bình x2 bình thì mình thêm cho cô 2x1 x2, đúng không? Nó sẽ biến thành tổng. Đây. X1 bình này cộng 2x1 x2. Được chưa? Chú ý nhá, cộng nhá. Cộng x2 bình. Đây chính là hằng đẳng thức số 1. Mình cộng thêm rồi để bảo toàn nó là trừ 2. Thì đây sẽ phải là trừ mấy? Trừ 4x1 x2. Được chưa? Nhớ là để nó bảo toàn nhá. 2 trừ 4 vẫn là trừ 2x1 x2. Chứ sau đó lại thay đổi thì lại là vấn đề lớn nữa nhá. Là không đúng rồi. Tiếp tục này. Ở đây nó sẽ là hằng đẳng thức số 1 đúng không? Vậy là x1 cộng x2 tất cả bình thì đây đã là tổng rồi. Đây, mình có thể thay vào. Chỉ cần biến đổi về tổng và tích là mình thay được nhá. Trừ tiếp này, 4x1 x2
bằng x1 trừ 3 là đi ha. Được chưa? Bây giờ mình thay cái tổng này vào đây. Tổng này mình thay bằng bao nhiêu đây? 2m trừ 1. Còn tích này mình thay bằng m bình trừ 1. Đấy. Bây giờ thay cho cô vào đây. Đặt đây là 1 nhá. Được chưa? Thay 1 vào 2 này. Suy ra điều gì? Thay 1 vào 2. Có. Tổng mình thay bằng 2m trừ 1 bình phương này. Trừ 4 nhân tích của mình là m bình trừ 1 bằng x1 trừ 3 lần x2. Về đây mình sẽ có gì đây? Hàm đẳng thức đúng không? 4m bình trừ 4m cộng 1 trừ, ôi cái này chính là delta vừa nãy đấy, cộng 4 này bằng x1 trừ 3 lần x2. Đây cái này chính là delta vừa nãy đấy. Bạn nào tinh ý sẽ nhận ra ngay này, đúng không? Và mình cũng thu gọn nhanh thì được là âm 4m cộng 5 sẽ bằng x1 trừ 3 lần x2. Hay viết lại nhá, hay x1 trừ 3 lần x2 bằng âm 4m cộng 5. Đó. Bây giờ bài toán là quý vị giải quyết cái này. Được chưa? Lát à? Quay lắm lắm á. Nào nào giống đề Lào Cai năm 2019. Sao trừ 4 đây? Bạn thêm 2 đúng không? Bạn thêm 2 thì đây sẽ là trừ 4. Thêm 2 thì mình bớt đi 2. Mà bản thân đây đã trừ 2 rồi. Trừ 2 với trừ 2 thì sẽ thành trừ 4. Được chưa? Đấy. Trừ 2 với trừ 2 thì sẽ thành trừ 4. Nhớ nhá. Ở đây mình đã có là x1 trừ 3 x2 bằng trừ 4m cộng 5. Mà mình có gì nữa nhỉ? Đây bây giờ mình ba cái đó là gì? Tổng x1 cộng x2 bằng 2m trừ 1 này. Tích bằng m bình trừ 1 này. Và mối quan hệ là x1 trừ 3 lần x2 bằng trừ 4m cộng 5. Đúng chưa? Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái tổng và cái mình vừa tìm được đây, cái hiệu này này, để mình tìm ra được x1, x2 là gì theo ẩn m. Và sau đó mình thay ngược vào cái tích này thì mình sẽ quy về phương trình ẩn m. Được chưa? Phương trình ẩn m chứ không còn là m là tham số nữa. Chiều em thi toán đề khó lắm cô ạ. Ốc Mi Trà, Mi Trà ở đâu vậy em? Share đề cho các bạn nhé. Em có thể đăng đề vào trong nhóm chia sẻ cùng các bạn, mình giải quyết cùng nhau. Rồi bây giờ mình sẽ giải quyết cái tổng và cái hiệu này. Đấy thì thành hệ hai phương trình, thấy chưa? Và tìm ra mối quan hệ giữa x1 và x2 theo ẩn m. Theo m đấy, theo tham số m đấy. Đây. Vậy mình suy ra nhá. Có là gì đây? Có này, tổng của mình là 2m trừ 1 này. Còn cái hiệu này đây, x1 trừ 3 x2 bằng trừ 4m cộng 5. Được chưa? Đó. Thì ở đây mình có là gì nhỉ? X1 trên dưới đúng không? Thì mình có thể sử dụng phương pháp cộng. Đó là gì? Trừ 2 phương trình này cho nhau nha. Trừ 2 phương trình này cho nhau thì mình sẽ chỉ còn ẩn là x2 thôi. Trừ nhá. X2 trừ đi trừ 3 x2 thì sẽ thành gì nhỉ? 4x2 đúng không? 2m trừ trừ 4m thì sẽ thành là 6m. Trừ 1 trừ 5 đúng không? Trừ 1 trừ 5 thì trừ 6. Đó. Mình giữ một phương trình, cô giữ phương trình đầu tiên nhá. X1 cộng x2 này bằng 2m trừ 1. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm ra x1, x2 giúp cô. X2 của mình ở đây sẽ là 3 phần 2 nhân m trừ 1. Đúng chưa? Vậy thay vào đây là x1 cộng 3 phần 2m này trừ 1 bằng 2m trừ 1. Đấy, chỗ này các bạn làm tóc giúp cô nhá. Cô hơi nhanh một chút chỗ này nè. Chia thôi.
chia cả hai vế cho 4 thì mình sẽ còn thu được kết quả là 3/2m. 3/2m trừ 3/2 thì hiểu đơn giản là 3/2 ra ngoài. Trong ngoặc còn m trừ 1. Được chưa? Đấy. Lily đang hỏi lại à? Lily đang hỏi lại là tại sao lại là trừ 4x1x2 à? Cô nhắc lại chỗ này cho bạn nhé. Đó là ở đây mình đang thêm 2x1x2 để xuất hiện hàng đẳng thức số 1. Được chưa? Nó mới thành tổng. Còn hàng đẳng thức số 2 nó là hiệu. Đó. Thêm 2 thì mình bớt đi 2. Bản thân mình đây đã trừ 2 rồi. Vậy là trừ 4. Được chưa? Đó. Ok, cô chào Thanh Xuân. Rồi, bây giờ mình tìm ra x1 tương tự cho cô nhá. X2 của mình sẽ là 3/2 nhân m trừ 1 này. Vậy x1 của mình sẽ là gì đây? 2m trừ 1 trừ 3/2m cộng 3/2. Đó. Vậy mình ra đáp án giúp cô ở đây là bao nhiêu nhỉ? X2 sẽ bằng 3/2 nhân m trừ 1 này. Còn x1 của mình sẽ là bao nhiêu đây? 2m trừ 3/2m thì sẽ thành là 1/2m đúng không? Cộng với 1/2. Vậy rút 1/2 trong ngoặc cô còn 1m cộng 1 này. Được chưa? Vậy x1 sẽ là 1/2 nhân m cộng 1. Còn x2 của mình là 3/2 nhân m trừ 1. Ok chưa? Để chỗ này ra x1, x2 các bạn đã ổn chưa nhỉ? Rồi từ đấy mình sẽ thay vào x1 nhân x2 bằng bao nhiêu nhỉ? Thay vào cái tích. Được chưa? Thay vào đây. Thay vào cái này này. Thay vào cái này. Đấy à. Đây. Từ cái này mình phân tích và mình được cái hiệu này. Được chưa? Mình sẽ có ba cái, đó là tổng này, tích và hiệu đang mối quan hệ theo tham số m. Vậy mình sẽ lấy tổng và hiệu để mình giải quyết tìm ra x1, x2 theo tham số m. Và từ đấy mình sẽ thay vào tích để mình tìm ra được m nhá. Để tìm ra được m. Lát quá. Giật lắm á. Chà mi mạng đang bị giật à? Cô dành nhiều không gian à? Nhưng mà đề này chưa có. Chưa có nhiều không gian. Ok, sẽ sắp xếp thời gian. Mình đang có lịch là live vào thứ mấy nhỉ? Của chúng ta là live vào thứ 5 và thứ 7 đúng không? Đó. Cô sẽ sắp xếp thời gian. Nguyễn Tấn Mạnh, m bằng 1 đúng không cô? Có bạn vừa ra là gì nhỉ? Adonis à? Bạn ấy tên là gì nhỉ? Adonis à? Bạn ấy đang ra là m bằng cộng trừ 1. M bằng cộng trừ 1. Vừa nãy có bạn comment là như vậy. Bạn ấy comment đầu tiên cô nhớ. Xóa phây đi à, nó hết nhá. Ok, hiểu rồi đúng không? Đây, cô để cao lên một chút nhá. Bây giờ mình sẽ thay vào x1, x2. X1, x2 nhá, để mình tìm ra được m này. Thay vào đây này. Thay đây là 3 vào đây đi. Thay 3, mình có thể đặt đây là 4. Ở trên kia cũng được. Thay 3 vào đây. Các bạn tự trình bày nhá. Thì mình sẽ suy ra được là 3/ x1 trước nhỉ? 1/2 m cộng 1 nhân với 3/2 m trừ 1 bằng m bình trừ 1. Được chưa? Mình nhân này vào. Thì ở đây mình sẽ có là 1/2 nhân 3/2, vậy là 3/4 này. M cộng 1 mà nhân với m trừ 1 thì nó chính là gì? Hàng đẳng thức đúng không? Nó chính là hàng đẳng thức số 3. Vậy đây là m bình trừ 1 bằng m bình trừ 1. Mình thấy ngay được không? Cô chuyển về cho các bạn thấy rõ hơn nhá.
Đây, 3/4 nhân m bình trừ 1 này, trừ đi m bình trừ 1 bằng 0. Đấy, thì mình có cái m bình trừ 1 chung rồi. Vậy đây sẽ là trừ 1/4 nhân m bình trừ 1 bằng 0. Hay nói cách khác là m bình trừ 1 của cô bằng 0. Vậy chúng ta sẽ tìm ra được m bình bằng 1. Và nhớ nhá, các bạn toàn nhầm chỗ này thôi, đó là gì? Các bạn ra là m bình bằng 1 hoặc m bình bằng 9 bằng 4. Các bạn toàn có lấy giá trị dương thôi. Các bạn nhớ là m bình bằng 1 thì m phải có hai giá trị là cộng trừ 1. Đừng bạn nào ghi 1 thôi. 1 thôi là các bạn đang thiếu thiếu nhá. Chú ý lưu ý giúp cô là m sẽ có hai giá trị là cộng trừ 1. Được chưa? Và nhớ kết hợp với điều kiện đề bài. À, điều kiện mình tìm được câu A đấy. Điều kiện mình tìm được câu A đây là m nhỏ hơn 5/4 này. Được chưa nào? Điều kiện nhá. Điều kiện ở đây là m nhỏ hơn 5/4. Vậy chốt lại là hai giá trị này có lấy không nhỉ? Ok, Thu Hà cộng trừ 1 chính xác. Rồi, vậy mình sẽ lấy hết cả hai giá trị này nhá. Bạn nào đang ra một giá trị thì xem lại giúp cô. Làm thế nào để ra âm 1/4 này à? Mình có m bình trừ 1 chung đúng không? M bình trừ 1 chung. Được chưa? Thì lấy 3/4 trừ đi 1 thì là âm 1/4. Ok chưa? Đây. Chỗ này có m bình trừ 1 chung. Trong ngoặc còn 3/4 trừ 1. Đó, chỗ này viết thế này. Nó cũng tương tự như kiểu việc em rút gọn thôi. Em thấy hai thằng này chung nhau không? Nó giống như kiểu đây này, cô viết lại ví dụ nhá. Cô viết ví dụ này là 3/4 x trừ đi x bằng 0 thì có phải là 3/4 x trừ x thì có phải là thành trừ 1/4 x không? Đúng không? Bởi vì lý do đó nên cô đã đóng mở ngoặc cái m bình trừ 1 đó. Đấy, đóng mở ngoặc m bình trừ 1 thì các bạn thấy rõ hơn điều này. Ok, chào Hoàng Bảo. Ở đề cổ Huế hình học không gian 1 điểm mà. Ok. Hình học không gian thì nó thiên về cái vấn đề là ở công thức này. Cái thứ nhất, cái thứ hai là hỏi về bài toán thực tế. Đấy, các bạn lưu ý hơn ở cái chỗ là công thức của hình học không gian, bài toán thực tế. Được chưa? Bài này ổn chưa nào? Ổn chưa? Rồi mình sẽ sang bài hình, phần hình nhá. Ok, với Nhi hiểu rồi đúng không em? Rồi. Không, nhiều bạn nhiều lúc là gặp cái biến đổi là các bạn ý thấy ở đây nhá, các bạn chỉ ngồi là biến đổi về đây, bạn ý chỉ biến đổi về tổng và tích thì ở đây thành tổng tích rồi, nhưng mà đây bạn không biến đổi được, các bạn lại tắt ở chỗ này này, nó không biết làm nữa đó. Để xem kỹ lại cái phần tiếp theo giúp cô là hai cái chỗ này nhá. Được chưa? Mình lấy hệ. Hơi khó nuốt, đúng rồi, câu này thì thực sự là hơi nặng một chút. Đấy là lý do vì sao mà câu này được thêm điểm đấy. Cái phần này được thêm điểm đấy. Đây này các bạn chú ý nhá. Câu hình của mình là có 3 điểm thôi chứ không phải 3 điểm rưỡi nữa. Bình thường là có 4 câu hình đúng không? Và nó có 3 điểm rưỡi, lần này là đẩy điểm lên đây. Và bài 3 này của mình chiếm 2 điểm rưỡi chứ không phải là 2 điểm nữa, 2,5 chứ không phải là 2 điểm như kia nữa. Đó. Đây, để bài bài hình đấy nhá. Rồi cô sẽ chữa bài hình. Bài hình cô đọc đề nhé, rồi chúng ta cùng vẽ. Cho điểm C thuộc nửa đường tròn tâm O bán kính R, đường kính MN với C khác M, C khác N và CM sẽ nhỏ hơn CN. Ok, cô chào Tiến Đạt.
Trên nửa mặt phẳng bờ MN chứa điểm C, kẻ các tiếp tuyến MX, NY với đường tròn tâm O. Tiếp tuyến tại điểm C của đường tròn tâm O, cắt MX và NY lần lượt tại A và B. Ý đầu tiên là chứng minh tứ giác ACOM là tứ giác nội tiếp. Đó. Bây giờ mình sẽ vẽ hình trước nha. Vẽ hình nào. Sơn Bia, cô vừa chữa xong phần VS rồi em ơi. Cô vừa chữa xong phần VS. Bây giờ em xem tiếp phần hình nhá. Share video lại vào hôm sau xem các bạn nhá. Đây, mình vẽ nửa đường tròn tâm O này. Hơi bé nhá. Quay giấy vẽ to hơn nhá. O này, M này, N này, được chưa? CM sẽ nhỏ hơn CN, cô lấy C ở đây này, nhỏ hơn nhá, chú ý là CM nhỏ hơn CN đấy. Trên nửa mặt phẳng B vẽ MX và NY vuông góc. Đây, X, Y đây. Và kẻ tiếp tuyến tại C. Ai. Kẻ tiếp tuyến tại C. Đây là cái tội vẽ thấp quá đấy. Cắt cắt MX và NY. Được chưa? Tại hai điểm là A và điểm B. Thì các bạn lưu ý là tiếp tuyến là mình vẽ vuông góc hết nha. Được chưa nào? Kẻ vuông góc hết. Chứng minh ý đầu tiên này. Ý 1. Chứng minh tứ giác ACOM nội tiếp. Ý số 2 là cho OB bằng 2R, tính BN theo R và NBC. Số đo góc NBC là bao nhiêu? Đó. Bài này chiều em vừa làm xong mà, ok. Đó, đây là hai câu đầu tiên nhá. Mình vẽ hai câu đầu, mình làm hai câu đầu tiên trước này. Ý số 1, chứng minh tứ giác ACOM là tứ giác nội tiếp. Các bạn lại nhớ về cái chuyên đề tứ giác nội tiếp giúp cô. Ở chuyên đề này thì mình sử dụng dạng nào nhỉ? Dấu hiệu số mấy đây? Dấu hiệu số mấy để chứng minh ACOM là tứ giác nội tiếp nhỉ? Nguyễn Tuấn Mai rồi. Và Amorista là BN bằng 2R3 rồi nhá. BN bằng 3R bình này. Ok, Thu Hà, Nguyễn Nhi. Hai góc đối, hai góc đối. Có tổng bằng 180 độ. Được rồi, vậy chính xác rồi. Đây là dấu hiệu số 1. Đó là gì? Các bạn quan sát được ngay là M, N và C, ba góc này đều vuông do MX, NY và AB là tiếp tuyến, được chưa? Tại M, C và N. Thì vì là tiếp tuyến nên góc M, góc C, góc N đều vuông. Và quan sát kỹ hơn trong tứ giác ACOM thì mình thấy góc M và góc C là hai góc có tổng số đo bằng 180 độ và hai đỉnh này đối nhau, vậy nên tứ giác này nội tiếp.
Được chưa? Đấy, cô viết nhanh ra đây nhá. Ý số 1 này, đó là gì? Xét tứ giác luôn nhá. Xét tứ giác A, C, O, M có góc A, M, O cộng góc A, C, O bằng 90 độ cộng 90 độ, tức là bằng 180 độ. Đó. Mà M và C là hai đỉnh đối nhau. Được chưa? Hai đỉnh đối nhau. Vậy nên từ đây mình sẽ suy ra được là tứ giác ACOM là tứ giác nội tiếp. Đấy. Ok, chính xác. Mỹ Hằng, Nguyễn Thư, hai góc đối có tổng số đo là 180 độ. Tiếp tục nào. Ý số 2 thì có bạn đã comment là BN bằng 3R bình. Các bạn tính giúp cô xem nào. Ở đây cho OB này. Đây đây, cô viết vào đây nha. OB của mình là 2R. Mà nhớ là đường tròn tâm O bán kính R thì ở đây OM này, ON này hay là OC cũng bằng R, được chưa? Vậy tính được BN hay không? Tính được không nhỉ? Nào, chúng ta tính được không? Tiến Đạt là căn 3R này. Kim Chi, Chi Kim là căn 3R đúng không? Ở đây thì mình sẽ sử dụng định lý Pythagore. Bởi vì sao? Tam giác OBN của mình là tam giác vuông tại N. Mình biết cạnh huyền OB bằng 2R. Mình biết cạnh một cạnh góc vuông ON là bằng R. Vậy mình sẽ tính được cạnh góc vuông còn lại theo định lý Pythagore. Được chưa? Đó. Ở đây mình sẽ ra là gì? Xét nhá. Ok, có vẻ như là đúng rồi đấy. Xét tam giác OBN vuông tại N. Có này. ON bình cộng BN bình bằng OB bình theo định lý Pythagore. Được chưa? Đấy, theo Pythagore. Vậy bây giờ việc của mình chỉ đơn giản là thay thôi. ON mình thay bằng R bình này. Đây là BN bình giữ nguyên này. Còn OB thì mình thay là 2R tất cả bình nhá. Đừng có bảo là ghi là 2R bình thôi là sai đấy nhá. Tương đương với gì đây? BN bình sẽ bằng 4R bình trừ R bình, tức là bằng 3R bình. Được chưa? Vậy BN của mình sẽ bằng bao nhiêu? R căn 3. Đó. Hoàn toàn có thể tính được dựa vào Pythagore. Ok, bạn nào đây? Diễm Quỳnh này. Diễm Quỳnh có ra góc CBN bằng 60 độ. Nào. Bây giờ mình tính góc gì nhỉ? CBN ở đây góc này cơ. Mình tính góc này bằng bao nhiêu độ đây? Làm nào để các bạn có thể tính góc CBN? Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau 60 độ, ok. Dùng tính số lượng giác. Tiến Đạt này, Diễm Quỳnh tìm sin. Rồi, ở đây các bạn tìm sin cos hay cota hay tan đều được nhá. Mình tìm gì cũng được. Bởi vì sao? Vì là CB và NB là hai tiếp tuyến của đường tròn tâm O cắt nhau tại B, đúng chưa? Mình sẽ có là góc này này, góc CBO. C
sẽ phải bằng góc OBN vì BO là phân giác của góc CBO à, CBN được chưa? Đấy, hai góc này bằng nhau. Vậy mình tìm được một góc là được. Thì ở đây mình sẽ dễ dàng tìm được góc OBN bởi vì tam giác này vuông này, biết được số đo ba cạnh DR căn 3 này. Thì mình hoàn toàn có thể sử dụng sin cos tan ở đây. Các bạn nhớ cái câu không nhỉ? Câu mà khi mình học về lượng giác đấy. Đó là gì? Sin đi học này. Cos không hư. Tan đoàn kết đúng không? Cô tan kết đoàn. Thấy chưa? Bây giờ bạn sử dụng cái nào cũng được. Ở đây các bạn đang muốn sử dụng sin nhỉ? Cô sẽ sử dụng sin nhá. Đó là gì? Ở đây ý số 2 này, xét tam giác OBN vuông tại N có gì đây? Sin góc B nhá, sin góc CBN sẽ bằng đối ở đây, đối góc B là gì đây? Là cạnh ON đúng không? ON trên huyền là cạnh OB sẽ bằng bao nhiêu? R trên 2R tức là bằng 1/2 đấy. Mà sin của góc CBN bằng 1/2 thì góc CBN của mình sẽ bằng bao nhiêu độ? 30 độ. Đúng chưa? Các bạn có thể máy tính ở đây nhá. Đây. Chúng ta có thể sử dụng máy tính. Đổi màu nhá, màu xanh này. Shift sin này, shift sin. Được chưa? Bao nhiêu nhỉ? 1/2. Đấy, 30. Ok chưa? Bạn nào không thuộc thì có thể máy tính. Chắc cốt đấy. 1 cộng 1 bằng mấy các bạn còn là máy tính cơ mà. Tiêu sin cơ mà. Rồi, phân vũ này 30 độ. Mà gì? Vượt cốt gì? BO là phân giác của góc CBN. Hai cái tuyến cắt nhau tại B. Vậy mình chứng minh cái phần kia giúp cô nhá, để suy ra góc CBN sẽ bằng 2 lần góc CB. À xin lỗi, đây là O nhá. OBN. OBN bằng 60 độ. Được chưa? Chỗ này là tự chứng minh nhá. Đó. Rồi ok, cảm ơn Trung Huyền, NBA. Mình sang tiếp tục nhá. Đấy, các bạn làm được những câu tính toán có vẻ nhanh hơn đấy. Bây giờ tiếp tục câu số ý số 3 này. Ý số 3 của mình ở đây là gì? Để cô biết đề thế này nhá. Ý số 3 là Y là giao điểm của AN. Mày cứ giật cực mạnh á. Y là giao điểm của AN và BM, MB. Đây, Y đây. E là giao điểm của OA và CM. F là giao điểm của OB với CN. E đây. Đây, nhầm. E đây cơ mà, OA cơ mà. Đây là điểm E nhá. F là OB với CN, đây là điểm F, được chưa? Thì ý đầu tiên của mình phải chứng minh là gì? CI vuông góc với MN. Và ý số 2 là EIF thẳng hàng. Đấy, mình quan tâm ý đầu tiên trước nhá. Ồ, hôm nay các bạn chạy đâu rồi? Thứ bảy hay là xả stress đi chơi đã. Xong lát nữa nhiều bạn vừa nãy chào cô lắm, bye bye cô lắm. Vừa nãy bảo cô may xem lại cô ạ. Trời ơi. Chắc lát cô xóa like nhỉ? Xóa vít đi nhỉ? Các bạn toàn bỏ cô này. Chết. Hôm trước đông hơn.
thứ năm nó khác, các bạn chăm chỉ hẳn. Còn thứ bảy là kiểu xả stress để mai chủ nhật mình học đúng không? À, mai chủ nhật mình hôm nay tạm nghỉ một hôm một tí đã, mai chủ nhật được nghỉ mà, thì mình sẽ học chăm chỉ sau. Nào, ở đây mình chứng minh CI vuông góc với MN gì nhỉ? Bằng là cách nào đây? Em luôn bên cô, ok, thank you ạ. Thanh Phong cô ở đâu ạ? Thanh Phong cô ở đâu? Cô ở Hà Nội nhá. Làm đại à cô? Làm đại á? Đại, tại vì là cô, các bạn muốn chữa hình, là cô chưa hết cả một đề đó. Và lúc vừa chữa, lúc các bạn kêu chữa hình rất nhiều, cô em mất gốc hình, cô ơi hình để nọ, em không nghĩ được cái câu C. Thế mà lúc cô chữa hình, các bạn lại chạy đâu ấy? Các bạn chạy đâu mất tiêu ấy? Ok, nối đây. Dùng trực tâm mà cô. Dùng trực tâm thì em phải nói được là trong tam giác nào, được chưa? Rồi, chào Mỹ Hằng, Thái Bình nhà em. Ok. Dùng trực tâm thì em phải nói được là trong tam giác nào và đã có giao điểm gì rồi. Bởi vì nha, đường điểm E của mình ở đây không hề vuông, NI kéo dài ra không hề vuông, MI kéo dài ra đây cũng không vuông, đúng không? Vậy không thể là trực tâm được đâu. Cách trực tâm bị loại đây nha. Đề cô đăng lên rồi, trên trong nhóm nha em nhá, trong nhóm nha Đạt nhá. Đó, nào bây giờ mình sẽ sử dụng cách gì đây? Mình dùng cách gì nào để chứng minh CI vuông góc với MN? CI vuông góc với MN. Cô em giờ mới dạy xong qua cô chữa hết câu 2 rồi. Ừ, câu 1 câu 2 đơn giản đấy, câu 1 câu 2 phần này đơn giản. Câu 3 thì lại hỏi hai ý liền. Mai thi tối câu 1 được. Rồi, chúc các bạn mai thi thật tốt nhá, làm bài cẩn thận nhá các em nhá. Nhớ soát đề kỹ. Nhớ soát đề thật kỹ. Đây câu 2 đây, Sinh ơi chụp lại nhá. Chụp lại nhá. Ở đây cách làm về trực tâm thì không ổn, được chưa? Câu này luôn là không ổn. Bởi vì mình phải nhìn được nó đã là vuông góc cái gì rồi. Và ở đây mình chỉ có là CI sẽ vuông góc MN. Hình học phẳng mà mình đặt vào được. Nguyễn Chiến đúng không? BIC đồng dạng với BMA. BIC đồng dạng với BMA. Ồ, để được gì em nhỉ? Chứng minh song song. Cách này khá hay. Đấy, cách này được. Đấy. Nhìn nhá. Bởi vì mình đã có là có gì từ đây. Có gì rồi đây nhá. Nháp nhá. Câu số á. Viết ở đây vẫn nhìn thấy đúng không? Câu số 3 này. Nháp này. Mình đã có là MAM này, vuông góc với MN. Câu này không đơn giản đâu. Nên là những bạn nào đã học ổn hình thì hãy xem tiếp, còn không thì lại nghỉ ngơi vậy. Các bạn lại nghỉ ngơi vậy. BN vuông góc với MN đúng không? Bây giờ việc mình chứng minh là gì? Đâu có đỏ này à? Việc mình đi chứng minh là CI cũng vuông góc với MN. Vậy từ đây mình sẽ phải đi chứng minh là AM này song song với BN và cũng phải song song với CI. Đúng chưa? Thì mình có thể sử dụng quan hệ từ vuông góc đến song song. Bây giờ mình phải đi chứng minh CI của mình song song với AM hoặc CI song song với BN. Được chưa? Nhớ nhá, nhớ có một thứ đó là gì? Y đang là giao điểm của AN và MB. Đó. AN giao MB tại điểm Y, đúng chưa? Mà mình có AN đã song song với MB rồi. Theo quan hệ từ vuông góc đến song song đây này. Chứng minh trên đấy. Đúng chưa nào? Thì từ cái này mình suy ra được cái gì nhỉ? Từ hai thằng này mình đã suy được Talet. Đây, mình quan sát kỹ hơn này. AN giao MB tại Y mà có AM song song với BN.
Cô vẽ lại bên này cho các bạn nhìn nhá. Đây là vẽ trên này nhá. Đây, A đây, M đây, I đây. Cùng phía với A là B, N. Đấy, thì mình sẽ đọc được ta-lét ở đây. Đó là gì? AM trên BN. AM trên BN bằng IA trên IN bằng IM trên IB. Đây là sử dụng ta-lét. Được chưa? AM song song với BN. Đúng rồi, không ngược đấy. Sorry, AM song song với BN, chỉ lên trên này còn đọc ngược. Đó. AM song song với BN mình sẽ suy ra ta led. Đây vẽ lại rồi nhá, tại vì cái hình này nó bị ngược. Bạn nào nhìn được luôn thì ok càng tốt. Đấy. Bạn nào không nhìn được thì nhìn lên cái hình phụ của cô vẽ đây này. AM trên BN bằng IA trên IN bằng IM trên IB. Chỗ này ổn chứ? Đây định lý ta led. Nha, đây là định lý ta led của mình. Và từ đây mình sẽ có điều gì nữa nào? Chỗ này được không? Được chưa nào? Có bạn nào không hiểu phần ta lét không đấy? Có quên không? Cô sợ là nhiều bạn lại quên ta lét đấy. Nhiều bạn quên ta lét thì gay phết. Em chưa hiểu lắm đấy. Cô sợ vấn đề đây là nhiều bạn sẽ quên ta lét. Các bạn nhớ đến cái ta lét này. Nhưng bạn lại quên này. Các bạn thường nhớ đến cái này này. Đây. Nhớ đến cái này hơn này. Đấy, cái hình bên này các bạn hầu như là các bạn 100% sẽ nhớ. Còn ở đây thì em quên nhưng cứ chấp nhận là đúng. Được không? Được, được. Đây, các bạn thường hay nhớ cái hình này hơn. Cái hình này các bạn hay quên này. Đó, cái hình này hay quên lắm. Đấy chưa? Không nghĩ là các bạn. Vậy bạn nào quên nhớ viết lại, vẽ lại cái hình này bên cạnh này, nốt nốt lại cho mình nhớ. Mình viết luôn cả cái hình này bên cạnh nữa. Hai hình luôn song song. Ở đây điền vào giúp cô đây. A, B, C này. E, F chẳng hạn. Đấy. Vẽ lại mình này mà vợ giúp cô. Vậy mình đã có được là gì? Nếu trong mối quan hệ ta lét song song thì đang có là gì nhỉ? AM trên BN bằng IA trên IN và bằng IM trên IB. Thì nếu giả sử nhá, mình có CI song song với BN, đúng chưa? CI mà song song với BN thì mình sẽ suy ra gì? AC trên AB bằng AI trên AN, đúng không? Đấy. Ở đây có IA này. IA trên IN sẽ bằng gì? IA trên IN sẽ phải bằng CA trên CB. CA trên CB. Đấy. Bây giờ mình cần cái này bằng thằng này. Đúng chưa? Cần hai thằng này bằng nhau. Và mình có mình bây giờ bài toán sẽ quy về chứng minh hai thằng này bằng nhau. Đúng chưa? AM trên BN bằng CA trên CB thì điều này đúng hay không? Các bạn lưu ý nhá. Đó là gì? MA và CA là tiếp tuyến. MA thì mình có AM và AC tương tự bên này. Mình đã thay bằng gì? C. Thì từ đây mình đã ra điều phải chứng minh nhỉ? Rồi đúng không? Ở đây cô ghi nhỏ cho các bạn lại nhá. Đó là gì? AM sẽ bằng CA. Còn BN sẽ bằng CB. Vì là tiếp tuyến, được chưa nào? Vậy suy ra từ đây mình sẽ suy ra được là IA trên IN không phải bằng AM trên BN nữa, mà nó bằng CA trên CB. Đúng không? IA trên IN bằng CA trên CB.
Vậy từ đây mình sẽ rút ra được là CI phải song song với BN. Theo ta đây cả. Đây là đâu vậy, là ai? Bài này không dễ đâu, cô nói trước là câu C, câu 3 này không dễ đâu mà. Bạn nào phải lấy được 8 đổ lên cơ. 8, 9, 10. 9, 10 nhá. 8,5, được chưa? 8,5 trở lên. Em nghe không rõ cô ơi, mày cứ bị lát á. Có mà, cô đang đề rồi đấy. Đạt ơi, cô đang đề rồi. Đề này chính ra là hay. Nếu các bạn thực sự là có hiểu được VS, hiểu được phần Talet, mình xem lại Talet giúp cô, ngẫm lại phần Talet, thì mình sẽ thấy được cái bài này, cái câu C này này rất là hay luôn. Đó, mục tiêu mà 8 điểm trở lên mà không nhớ được Talet là nguy nhá. Tỉnh nhá các cháu nhá, các bé nhá, tỉnh nhá. Mục tiêu 8 mà không nhớ được Talet là nguy hiểm đấy. Được chưa? Vẫn hoang mang á? AI trên AN bằng AC trên AB là định lý gì cô? Vẫn là Talet Phong ơi. Vẫn là Talet, Talet nhiều lắm. Talet nhá. Chúng ta không chạy đâu, thoát khỏi đâu. Vậy mình đã có được là suy ra CI song song với BN đúng không? Mà BN của mình đã vuông góc với MN. Đúng chưa? Vậy suy ra được là CI sẽ phải vuông góc với MN theo quan hệ từ vuông góc đến song song. Đấy. Đây là ý số 1. Ý số 1. Vậy cô chốt lại cái phần câu 3 này ở ý số 1 nhá. Đó là gì? Mình sẽ sử dụng theo quan hệ từ vuông góc đến song song ở đây. Mình cần là CI vuông góc với MN đúng không? Vậy bây giờ bài toán sẽ quy về chứng minh là CI song song với AM hoặc là BN. Được chưa? Mà mình thấy cái đề bài cho mình là gì? Y là giao điểm của AN và BM. Mà trong khi đó AM song song với BN rồi. Đây, nhìn này, nhìn vào hình phụ nhá. AM đã song song với BN rồi. Mà AN giao BM tại điểm Y thì các bạn sẽ suy ra được Talet ở đây là AM trên BN bằng IA trên IN bằng IM trên IB. Nhớ chưa? Đây là một thứ nhá. Yếu tố đầu tiên này, AM mà mình thấy được là gì? Vì AM và AC đều là tiếp tuyến của đường tròn tâm O cắt nhau tại điểm A. Vậy nên mình có tính chất là AM sẽ bằng AC. Tương tự bên này, BN cũng bằng BC. Được chưa? Mình thay vào đây, AM mình thay bằng CA, BN mình thay bằng gì? CB. Vậy mình rút ra được là IA trên IN sẽ phải bằng CA trên CB. Được chưa? Vậy thì mình nhìn hình nhá. IA trên IN bằng CA trên CB. Theo đúng định lý thì đây chính là Talet à. Vậy mình sẽ suy ra được là CI song song với BN. Được chưa? Theo định lý Talet đảo. Mà CI song song với BN, BN lại vuông góc với MN do tiếp tuyến, thì mình sẽ suy ra được là CI phải vuông góc với MN. Ok chưa? Đỗ Minh Hiếu. Được chưa em? Sốc lắm rồi đấy. Khéo AK5 sốc lắm rồi đấy. Mới câu C bài hình mà. Thực ra do là không có câu E, không có câu D. Dùng đường trung trực và đường trung bình của tam giác. À ok. Ok, nhiều cách hình, nói chung là hình, hình không sao sai gì cả, hình cả đại.
Nói chung là môn toán nhá, thì là các thầy cô chấm rất là linh hoạt vào các cách của các bạn. Mình thấy cách nào hay, cách nào phù hợp thì mình theo thôi. Mình nghĩ là trong phòng thi mình nghĩ được cách nào thì mình làm cách đấy cô. Nhanh chứ. Chỉ hơi mơ màng ta lét đảo. Ok. Những bạn nào mà vẫn đang mơ màng về ta lét đảo thì ngay lập tức xem lại chương trình giúp cô nhá. Chương trình của lớp dưới. Mình xem lại giúp cô bởi vì là đây là cũng phần là quan trọng mà. Người ta hỏi vuông góc thì mình phải nghĩ đến song song đúng không? Mình có thể mối quan hệ song song này, hoặc trực tiếp là người ta hỏi song song luôn, mình có thể làm được nhỉ? Đúng chưa? Đó. Học tới đây là ngủ được rồi cô ạ. Phê quá không? Ổn định chứ? Được chưa? Thôi, dạ 2K5 một chút xíu thôi. Giờ mình dừng nhá. Câu E, I, F thì đơn giản rồi. Thẳng hàng đơn giản rồi. Mình thấy E là trung điểm này, F là trung điểm thì cô gợi ý là chứng minh Y cũng là trung điểm. Đấy. Đơn giản vậy thôi để mình chứng minh thẳng hàng. Thôi dọa một chút xíu câu 3 thôi là đơn giản mà các bạn vẫn còn gay này, chạy hết mà. Cô đảm bảo là chạy hết bởi vì là hầu như là các bạn xem ấy thì là cái phần trên ấy, phần bài 1, bài 2, bài 3, nghĩa là cái line đầu tiên vào hôm thứ năm ấy nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều và phần chắc chắn thi. Còn về phần hình ấy hầu như là bạn nào cũng quên. Mà quên là toàn chạy rồi. Cô em xem rồi nhưng cứ nhầm ta lét với tỷ lệ các cạnh của tam giác đồng dạng. Các phép. Đây Phạm Thủy. Em cái phần ta lét à? Thôi dừng cô ạ, tí ngủ mê toán. Không mê với cô, không mơ với cô mà lại mơ toán. Câu 3 em thấy mỗi ý A em làm được. Quan sát cái ý B nữa, ý B cũng đơn giản hơn. Sao E và F là trung điểm à? Thế lại xem lại tính chất về hai tiếp tuyến cắt nhau. Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau. Khi mà ví dụ có AM và AC là tiếp tuyến thì mình sẽ có được AO là đường trung trực của MC. AO là đường trung trực của MC nhá. Vấn đề khác thì hôm sau mình sẽ bàn tiếp được chưa? Các bạn có đề này hoặc là bài gì cần hỏi thì các bạn có thể inbox trực tiếp vào trong nhóm của mình nhá. Còn buổi live của mình sẽ kết thúc. Rồi, chào các bạn nhá.